Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021. Dự lễ khai mạc có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thành phố Đà Nẵng năm nay đã được các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tích cực hưởng ứng và chọn 17 thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi cấp thành phố. Đây là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới trong công tác truyền miệng, phát hiện những nhân tố tiêu biểu để xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội thời gian tới. Các thí sinh đã mang đến cho hội thi nhiều chủ đề trên các lĩnh vực xoay quanh những nội dung cốt lõi, căn bản của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống tham nhũng, các vấn đề về tôn giáo, văn hóa, biến đổi khí hậu, xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số, kinh tế số.